Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân thủ đô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các trung tâm đăng kiểm chủ động bố trí hợp lý nhân lực để làm thêm thời gian, kể cả ngày nghỉ, nâng cao năng suất và phải đảm bảo chất lượng kiểm định an toàn phương tiện theo quy định. Sở này cũng yêu cầu phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục tăng cường phối hợp với Thanh tra Giao thông Vận tải và các đơn vị để đảm bảo phân luồng an toàn giao thông tại các trung tâm đăng kiểm. Thời gian vừa qua đã có nhiều trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Việc này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên thực tế, hiện nay các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội đã tăng thời gian làm việc đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân. Tuy nhiên, vì nhu cầu đăng kiểm lớn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dự báo trong thời gian tới, lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng cao, dẫn đến các phương tiện phải xếp hàng dài và mất nhiều thời gian chờ đợi để thực hiện kiểm định. Thưa quý vị, Sở Y tế TP.HCM cho biết trước nguy cơ các biến chủng COVID-19 mới xâm nhập, ngành y tế chuẩn bị 10.000 giường điều trị, trong đó 1.000 giường hồi sức dành cho người nhiễm virus. Thông tin được nêu trong bối cảnh thành phố vừa ghi nhận biến chủng XBB của Omicron với đặc tính lây lan nhanh. Đồng thời, sự giao lưu đi lại qua biên giới sẽ tăng cao trong dịp lễ Tết nên nguy cơ các biến chủng phụ xâm nhập là rất lớn, có thể khiến COVID-19 tái bùng phát. Do đó, ngoài 10.000 giường điều trị, Bệnh viện Dã chiến số 13 sẽ kích hoạt trong vòng 24 giờ khi tình hình dịch bệnh có diễn tiến xấu. Bên cạnh đó, tất cả bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sẽ tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh tại khoa, đơn vị COVID-19. Còn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ là tuyến cuối điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch. Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, HCDC, Trung tâm Y tế quận huyện TP Thủ Đức trực 24/24 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, cấp cứu và ứng phó dịch. Ngoài các kịch bản trên, Sở Y tế cho biết sẽ tăng cường phòng chống dịch tại cửa khẩu, cảng biển. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã quyết định tăng thêm chuyến bay cho sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian 5 ngày trước và 5 ngày sau Tết Nguyên đán năm 2023. Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng 2 chuyến 1 giờ trong khung giờ từ 7 giờ đến 8 giờ 55 phút và 4 chuyến 1 giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55 phút trong giai đoạn từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1, tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần và từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 29 tháng 1, tức từ ngày 4 tháng Giêng đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão. Như vậy, số chuyến tăng thêm mỗi ngày cho sân bay Tân Sơn Nhất là 28 chuyến một ngày, tương đương với 5.600 ghế cung ứng một ngày, nâng tổng số chuyến tăng thêm cho cả giai đoạn cao điểm là 280 chuyến, tương ứng với 56.000 ghế cung ứng. Cùng với việc tăng chuyến bay đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất, tại các sân bay khác trên cả nước cũng được tăng chuyến. Trong đó, sân bay Nội Bài sẽ có thêm 90 chuyến bay đêm, sân bay Vinh 35 chuyến, sân bay Thọ Xuân 34 chuyến. Thưa quý vị, cận Tết là thời điểm nhiều đối tượng buôn bán nhiều mặt hàng bánh kẹo trôi nổi không rõ nguồn gốc. Công an huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết vừa phát hiện thu giữ hàng nghìn hộp mứt Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện ông Phạm Lưu Huỳnh, trú tại thành phố Sơn La có hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu bị làm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tăng vật thu giữ là 940 hộp mứt Tết, một xe ô tô. Căn cứ và khai nhận của ông Huỳnh, công an huyện Mai Sơn chủ trì phối hợp với công an huyện Sông Mã tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng. Kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa Nam Ngát do ông Luyện Văn Nam làm chủ ở huyện Sông Mã, phát hiện 4 nhân công đang đóng gói các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán đổ cho các xe hàng đem đi tiêu thụ tại các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ tại xưởng sản xuất là 797 hộp bánh mứt kẹo đã được đóng hộp thành phẩm, 430 kg bánh kẹo mứt rồi chưa kịp đóng hộp thành phẩm. Thưa quý vị, các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra sáng nay tại công ty East Korea Vina tại khu công nghiệp Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng, một số công nhân người lao động đang làm việc tại công ty phát hiện lửa phát ra từ phân xưởng hóa chất. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ và các lực lượng khẩn trương xuống hiện trường chữa cháy, đồng thời ngắt điện toàn khu vực công ty để tránh sự cố chập điện. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị cháy, ước tính thiệt hại tài sản hàng trăm tỷ đồng. Công ty East Korea Vina chuyên kinh doanh và sản xuất sản phẩm từ plastic phục vụ các hãng linh kiện điện tử lắp ráp trên địa bàn. Thưa quý vị, các chuyến bay nội địa ở Mỹ đang dần được khôi phục hoạt động trên toàn nước Mỹ sau sự cố lỗi máy tính khiến tất cả các chuyến bay bị đình trệ. Trước đó, vào hôm 11 tháng 1, hệ thống dịch vụ thông báo tin tức hàng không của cơ quan hàng không Liên bang Mỹ dừng xử lý các thông tin cập nhật. Đây là hệ thống cung cấp cho những người liên quan đến hoạt động vận hành của chuyến bay những thông tin cần thiết như việc đóng cửa các đường băng, báo va chạm chim hay vật cản trên lộ trình.
theo trang web theo dõi chuyến bay Flyaware, hơn 1.300 chuyến bay nội địa hoặc đến và đi từ Mỹ đã bị hủy, trong khi hơn 9.800 chuyến bay bị đùi lịch do sự cố này. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ dẫn kết quả điều tra sơ bộ cho biết sự cố xảy ra có thể là do trục trặc kỹ thuật ở cơ sở dữ liệu và chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc có liên quan đến một cuộc tấn công mạng. Thưa quý vị, theo dữ liệu của công ty dữ liệu du lịch Foursquare công bố vào ngày 12 tháng 1, trong tuần kể từ ngày Trung Quốc đại lục mở thông báo mở cửa lại biên giới, số lượng đặt chỗ các chuyến bay quốc tế đi từ nước này tăng 192% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chỉ đạt mức 15% so với trước đại dịch Covid-19. Những điểm đến được du khách Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất là Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Singapore, Bangkok, Thái Lan, Dubai và Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Frankfurt, Đức. Trong số hành khách đặt chỗ máy bay trong thời gian này, có 67% đặt chỗ cho dịp Tết Nguyên đán kéo dài từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 1 năm nay. Sau quyết định gỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch Covid-19, lĩnh vực du lịch quốc tế của Trung Quốc có thể sẽ cần thêm thời gian để phục. Hiện lĩnh vực này đang đối mặt với nhiều thách thức như công suất hoạt động của các hãng hàng không còn thấp, giá vé cao, các quy định bắt buộc xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành được áp dụng tại nhiều quốc gia, tình trạng tồn đọng đơn xin hộ chiếu và thị thực. Thưa quý vị, một chiếc ô tô đã lao vào nhóm người đi bộ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Nghi phạm là một người đàn ông 22 tuổi đến từ thành phố khác trong cùng tỉnh Quảng Đông. Truyền thông Trung Quốc công bố hình ảnh cho thấy các nạn nhân nằm trên mặt đất, nghi phạm tung một nắm tiền giấy lên không trung trước khi bị bắt. Thưa quý vị, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại nhà ga Đông Đúc ở Paris, Pháp vào ngày 11 tháng 1 khiến 6 người bị thương. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng nghi phạm cố ý giết người, không phải tấn công khủng bố. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm. Nhà ga Gardono, nơi xảy ra vụ tấn công, là một trong những nhà ga bận rộn nhất thế giới với khoảng 700.000 hành khách mỗi ngày. Vụ việc đã gây chậm trễ cho các chuyến tàu vào giờ cao điểm buổi sáng do cảnh sát phong tỏa nhà ga và hiện trường. Hiện Pháp vẫn đang trong tình trạng báo động an ninh cao độ sau một loạt vụ tấn công chết người của các phần tử Hồi giáo cực đoan kể từ năm 2015. Thưa quý vị, cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Anh cảnh báo hơn 750.000 hộ gia đình ở nước này có nguy cơ vỡ nợ trong các khoản thanh toán thế chấp trong năm 2 năm tới. Trước đó, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ngày 10 tháng 1 cũng cho biết có khoảng 1,4 triệu hộ gia đình phải đối mặt với các khoản thanh toán lãi cao hơn vào năm tới khi các khoản thế chấp có lãi suất cố định của họ hết hạn. Các số liệu này nhấn mạnh áp lực ngày càng tăng do khủng hoảng chi phí sinh hoạt đối với người dân Anh. Tháng trước, một số ngân hàng lớn nhất của Anh gồm HSBC, Barclays, Lloyds và NatWest đã đồng ý sử dụng gói biện pháp hoãn trả nợ đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng để bảo vệ các hộ gia đình đang gặp khó khăn khỏi bị thu hồi tài sản và các khoản phạt.